Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá sầu riêng cập nhật ngày 13 tháng 5 2024, giá đang đi ngang nha bà con. Tại khu vực miền Tây, mứt San Kiên và Black Thorn vẫn dao động từ 105 tới 101. Sấu hủ 70 tới 75 ngàn, chuồng bò 70 tới 75 ngàn, ri sáo hàng đẹp còn 55 tới 60, ri sáo mua xô 40 tới 45 ngàn. Sầu thái hàng đẹp giá 70 tới 80 ngàn đồng. Sầu thái mua xô 60 tới 65 ngàn đồng. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp 55 tới 60 ngàn, ri sáo mua xô 40 tới 45 ngàn. Sầu thái hàng đẹp 70 tới 75 ngàn, sầu thái mua xô 60 tới 65 ngàn. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp giá 55 tới 60, ri sáo mua xô 40 tới 45 ngàn. Sầu thái hàng đẹp 70 tới 75, sầu thái mua xô dao động từ 60 tới 65 ngàn. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.